ta tiếp tục phần học kỳ 2. Trước tiên vào bài văn 8 và kiểm tra bài cũ. Bài 37. Nhưng đặc điểm chung của lớp lưỡng cư. Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư nhất là loài là động vật có xương sống, tất nhiên như là sống giữa nước giữa cạn, da trần ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi, hô hấp bằng phổi và da, tim ba ngang hai dòng tuần hoàn, máu đi vô cơ thể là máu pha, bộ tinh ngoài nằm ngọt phát triển qua giai đoạn biến thái là động vật biến nhiệt. Qua cái lớp tiếp theo là lớp bò sát. Quan sát một số con bò sát. Tôi tiếp tục bài 38 là thằng lần 40 dài. Nhất là đời sống. Nên yêu đặc điểm của thằng lần 40 dài. Nhất là đời sống. Nơi sống, thời gian hoạt động, thức ăn, tập tính và nhiệt độ cơ thể. Đời sống, sống nơi khô ráo, thức khô nắng, bắt mồi vào ban ngày, thức ăn chủ yếu là sâu bọ, có tập tính chú đông, nhiệt độ cơ thể là động vật biến nhiệt. Lớp bò sát ta như vậy à. Để so sánh đặc điểm đời sống của thằng lằn 40 dài ở tầm, ta quan sát cái bảng sau. Vì sao thằng lằn 40 dài thích phơi nắng? Thằng lằn là động vật biến nhiệt, máu lạnh, nhiệt độ cơ thể sẽ tùy thuộc vào môi trường. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp ban đêm thì thân nhiệt nó sẽ giảm, khiến hoạt động trao đổi chất bị xíu. Nếu không tìm cách tăng nhiệt độ trở lại thì nó sẽ chết. Vài đặc điểm sinh sản, hình thức thụ tinh, số lượng trứng và đặc điểm của trứng như sự phát triển thằng lằn 40 dài. Đặc điểm sinh sản thằng lằn 40 dài, trứng thụ tinh trong ống dẫn trứng, thằng lằn cái đẻ từ 5 đến 10 trứng đều trong ống rất khô ráo. Trứng của dỏi dai và nhiều hoàng hoàng và hàng lần mới nở biết đi tìm mồi để phát triển trực tiếp. Thế nào là hữu tinh dâm? Trứng thằng lằn có dỏ dai nhiều ống hoàng có ý nghĩa gì đối với đời sống trứng càng và điểm sinh sản thằng lằn bóng lưu dài tiến hóa hơn ếch đồng đến nào?
Thế là không có đi trong. Chúng được thụ tinh ngay trong cái nhân trứng bên trong con cái, rồi là thụ tinh trong. Trứng thằng là có vỏ dai, nhiều ở ngoài, có những cái gì đối với đời sống tình cảm. Trứng có vỏ dai, phôi được bảo vệ tốt hơn và bảo vệ trứng không bị khô khi ở tình cảm. Trứng vào lõng hoàng thì đáp ứng được nhu cầu phát triển của phôi, vì vậy trứng ở trực tiếp thành con không qua biến thái như ở lưỡng cư. Đặc điểm sinh sản của thằng lõng nuôi dài tiến hóa hơn ếch đồng. Em xem các bạn. Qua phần hai là cấu tạo ngoài và di chuyển. Như là cấu tạo ngoài, nên quan sát cấu tạo ngoài của thằng lằn bóng đuôi dài, chú ý các địa điểm sau: như thân như đuôi, da, cổ, mắt và tai. Tai thì có màng nhĩ, và bàn chân thì có bông ngón chân. Da khô, có quai sừng, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai. Mắt có mi cử động, có nước mắt. Bàn chân có 5 ngón hút út. Thân dài và đuôi rất dài. Và xem cái bản đặc điểm có phần ngoài của thằng lằn thích nghi với đời sống ở cạn. Là xem có độ ngoài và ý nghĩa thích nghi của nó như thế nào, và chọn những cái từ ở phía dưới, cụm từ ở phía dưới chúng ta điền nào. Nó hoàn thành đặc điểm gốc hậu và ý nghĩa thích nghi. Chúng ta dựa vào 6 đặc điểm cấu tạo ngoài của thằng lằn bóng để so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng với thằng lằn bóng thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn. Da của ếch đồng thì da trần ở mướt, còn thằng lằn bóng là da khô có vảy sừng. Cổ thì ở ếch cổ ngắn, đầu liền với thân. Ở thằng lằn bóng dài cổ dài. Mắt và tai thì ở ếch đồng mắt có mi, tai có màng nhĩ. Ở thằng lằn bóng như vậy. Còn thân và đuôi thì thân ngắn, không có đuôi. Ở ếch đồng còn
ở thằng làm bóng thì thân dài, đuôi rất dài. Và chi thì ở ếch thì chi sau có bằng bơi, còn ở thằng làm bóng thì năm ngón có vuốt và không có mài dính. Là vì vậy trong vòng thứ hai là di chuyển, tôi quan sát thành bao 8.2 mô tả cách di chuyển của thằng lằn. Ta nhìn bên phải và bên trái, chú ý hình A thân hướng sang phải, đuôi hướng sang trái, chi trước bên phải, chi sau bên trái, chuyển lên phía trước, khi đó vuốt cố định vào đất. B thì thân hướng sang bên trái, đuôi sang bên phải, chi trước bên trái, chi sau bên phải, chuyển lên phía trước, khi đó vuốt cố định vào đất. Các bộ phận nào tham gia di chuyển? Thân, đuôi, bốn chi. Động lực chính của di chuyển là thân nhà đuôi bò sát đất uốn mình liên tục. Thằng đàn bóng di chuyển được là sự phối hợp với yếu tố nào? Thân và đuôi tùy vào đất cử động liên tục, phối hợp với các chi giúp cơ thể tiến lên. Tại vì còn di chuyển được. Đây là cái tóm tắt lại cái bài. Hãy chọn những mục tương ứng của cột A ứng với cột B trong bảng. Nó có câu trả lời phía dưới đó, ví dụ như 1A, 1B, 1C ở đây nha. Mục C.
điểm thằng lặn bóng nuôi dài khác với ếch lồng là A, B, C, D, E, G, H. Và chọn đi đúng. Tại sao người ta nói thằng lặn bóng đuôi dài là con vật có ích? Em có biết khi gặp nguy hiểm thì thằng lằn chạy rất nhanh về nơi trú ẩn, tạm náu một thời gian rồi lặng lẽ bò trong lớp cỏ hay trong cây đi nơi khác. Thằng lằn cũng dễ dàng tự cắt đuôi để chạy khi bị bắt, và ở chỗ cắt sẽ mọc thành đuôi mới. Em về nhà học bài, học phần em có biết. Xem tiếp bài cấu tạo trong thằng lằn. Ôn lại bài cấu tạo trong của ếch lồng.